Em Ngọc Phước, ô tô Lâm Đồng xin kính chào toàn thể anh chị lại quay trở lại với channel YouTube của em. Và trước mặt màn ảnh nhỏ của anh chị ngày hôm nay thì chiếc Mazda BT50 sản xuất vào năm 2016. Đây là phiên bản máy dầu, dung tích xi lanh 2.2 và sử dụng khung gầm máy của Ford. Đó, và nói chung là cái cơ cấu hoạt động y chang Ford và máy cũng là máy Ford luôn thưa anh chị. 6 số, 2 cầu. Và chiếc xe này hai cầu điện nha anh chị nha. Đó, màu xanh nhớt đang rất là đẹp nè. Đó, keo chỉ rất là căng và form dáng em nói cũng thuộc diện là đẹp đẹp, gọi là được được. Với giá thành thì rất chi là hợp lý tại thị trường. Đó, 2016 nhưng mà giá thành chưa đến 500 triệu, chỉ có 475 triệu cho chiếc Mazda BT50 này. Đủ nhu cầu cho anh chị đi vườn, đi làm, cũng như là rất nhiều anh chị cần chiếc bán tải. Đó, hai cầu số sàn. Đó, form dáng chi tiết của em nó nói chung là cũng đủ nuột, đủ nuột. Sơn rinh trên chiếc xe còn nhiều, cũng như là những đường vân dọc rất là sắc nét trên chiếc xe rồi. Độ hở của càng thì cũng rất là đẹp rồi, đúng không ạ? Cũng đen halogen rất là lớn, đúng không ạ? Mặt ga lăng cũng được. Đó, cho đến phần vân cabo rất là tốt. Đó, xe này thì đăng kiểm đến tháng 10 2020 nha, tháng 10 năm nay. Và chiếc xe này biển 64 đó, khu vực miền Tây. Thì chi tiết chiếc xe này thì về phần trụ A đây lên vậy nè. Đó, đẹp đẹp. Gương thì cũng y chang gương Ford, không thấy tí này nha. Nội thất chiếc xe này thì trang bị trên nội thất thì sử dụng bộ ghế nỉ cũng như hộp số 6 cấp, trần số y chang Ford, không khác tí nào cả, cho đến nút cài cầu cũng vậy. Đó, và phiên bản này được trang bị trên xe ABS, hai túi khí, đủ xài. Nói chung là về option chiếc xe này thì nó cũng không nhiều, không nhiều như Ford hay là Hilux. Mà về phần thiết kế thì với giá thành thì dòng này được đánh giá cũng khá là cao. Đó, cho đến phần cung gầm máy nè. Vô lăng thiết kế rất đơn giản, ba chấu, không có phím gì. Và được giá thành cũng khá là rẻ. Đó. Và chiếc xe này em gửi đến chị với mức sử dụng mới có 64.000, 117 cây khi về đến cửa hàng. Và dòng này thì được cái là cách âm của Mazda cũng rất là tốt. Đó, giờ em sẽ để nổ. Đó, rất là êm nha anh chị nha. Máy êm y chang Ford, máy lạnh cũng rất là đẹp, rất là được luôn. À, học làm cũng vậy. Trên này thì chúng ta sẽ có một trần nỉ được bọc keo rồi. Học để kính, để gương đây. Về phần điện đóm thì chiếc xe này rất là ổn định nha anh chị nha. Cũng như bây giờ mình sẽ test hộp số, thì cái nút cài số dê thì mình sẽ kéo này lên và đưa về ổ số 1, chúng ta sẽ có số dê. Đó, còn đây mình sẽ là 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Đó, cầu thì chúng ta sẽ có 2H là 1 cầu, 4H là 2 cầu nhanh và 2 cầu chậm. Đó, đây là anh chị. Em sẽ tắt đây. Máy lạnh thì tình trạng máy lạnh những xe này đang rất là tốt. Có thích hợp ở trên này thì sẽ có như kết nối với điện thoại, có TA kết nối với phone. Đó, và cái cổng mà cổng AU và USB của nó sẽ nằm ở bên dưới này nha anh chị nha. Nhiều anh chị về tìm nó không ra thì nó nằm ở đây. Đó, này mình đóng vào nó sẽ thiết kế trong này.
Máy thì dòng này thì có thể nói là máy rất là êm rồi, động cơ 2.2 y chang máy Ford XLS và XLT, không khác nhau gì cả. Giờ thì chúng ta sẽ đi chi tiết hơn, thì chúng ta trên này sẽ có kính cập điện nè, chỉnh điện luôn. Rồi bên hông này option chúng ta sẽ có nỉ và hệ thống giải trí, xe này được 6 voi. Đó. Khoang buồng lái khi ngó lên thì đây, khoang buồng lái đây. Đó. Rất là đẹp. Đó. Bệ bước lên xuống cho đến là phần cửa chỉ nẻo. Ổ khóa thì chưa khuyết chưa mòn nha. Khóa chất lượng thép rất là tốt nè. Phần trụ trụ B đây. Đó, xanh nhớt, ánh bạc, bạc mịn nha anh chị nha, sơn rin này. Đó. Đó là ánh bạc mịn nha. Đó, đây là sơn rin của Mazda nha. Đã biết công nghệ sơn Mazda rất là tốt nha. Nói chung là về phần nước sơn thì Mazda em thích mỗi cái điểm đó và những chiếc xe số tự động máy xăng này. Còn bán tải thì nói chung chiếc này thì cũng đủ ổn định cho anh chị sử dụng. Đóng cửa rất là đẹp này. Keo chỉ thì không có phần nào đây. Rất là tuyệt, đúng không ạ? Phần trụ cuối nè. Và nội thất của khung ghế đằng sau. Nói chung là cũng rất là rộng rãi nha anh chị nha. Rộng lắm. Hộc nắp xăng, mở y chang Ford luôn. Thùng. Cụm đèn sau. Và logo đằng sau. Gầm riết đây anh chị, gầm máy đây. Đẹp nhá. Đúng rồi. Hộp số đây anh chị, hộp số và lap của cầu trước đây. Lap cầu trước này. Đó. Đó khô ráo nha. Đầu tiên đúng rồi. Đó, còn số sườn của em nó nằm đây anh chị nha. Đó, số sườn nằm đây. Máy nổ tiếng máy rất là êm. Phần đồng rất là chắc nha. Kính rin. Giờ em sẽ mở nắp capo lên và sẽ coi về phần máy cho anh chị. Chi tiết về phần máy của em nó đây nha anh chị nha. Nắp capo nè, carbon hàng tĩnh điện trên là đẹp đúng không ạ? Đường vân keo trên đây còn này. Đó. Tấm cách nhiệt rất là tốt. Đó. Và máy thì y chang Ford. Không phải chút xíu nào, chỉ mỗi cái nắp máy này là của Mazda thôi. Còn lại thì em nghĩ là nó y chang Ford. Đó, cũng đủ ngon, đủ bền cho anh chị. Thanh dàn đinh cụm đèn chưa phục hồi. Đó. Và giá thành rất phải chăng, có 475 triệu. Bây giờ mua một chiếc XLT 26 giờ phải già 500, phải rơi vào tầm khoảng 530 cho xe bình thường, mà nếu mà xe cực đẹp luôn phải rơi vào 5-7 xong xuôi, xong xuôi xong giấy tờ ra tên chính chủ luôn, thì em phải nghĩ nó rơi vào tầm khoảng 550 560 rồi. Đó. Hệ thống ABS của chiếc xe đặt bên này nha. Gió turbo đây. Đây là đường gió turbo đây. Cũng như là turbo được thiết kế nằm đây. Đó, đây là con turbo đây. Và bên trong này thì chúng ta sẽ có mặt quy lát trên, mặt quy lát dưới khô ráo này, chưa mở nè. Đúng không ạ? Cũng như bình nước nè. Đó. Và hơn hết nữa là thanh dàn cũng như cục đèn rin. Đó, chi tiết rất là tốt nè. Còn tem nè. Đúng không ạ? Và máy móc chạy rất là ổn định nha. Đây. Thấy cho em.
chạy rất là ổn định. Cũng như là phần tem máy, cũng như là phần barcode và mã ID còn nguyên này. Thưa anh chị, và ngày hôm nay em gửi đến chị chiếc Mazda BT50 2016 bản 2 cầu, đang rất là đẹp nha. Còn nếu anh chị nào thích chiếc xe này hãy gọi cho em vào số điện thoại 0976124949, coi xe trực tiếp tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, hoặc chốt trực tiếp qua Zalo trên. Đó, số điện thoại của em bao gồm Zalo, hoặc anh chị có thể tham khảo tại website www.vnautocar.com. Đó. Khung gầm thì dòng này 2016 thì mình cũng không phải lo lắng đâu. Mầm miết là sơn chỉnh điện nguyên rinh nha. Và chi tiết form dáng của chiếc xe trong ngày 19 tháng 5 2020 em gửi đến anh chị. Nếu anh chị thích chiếc xe này hãy gọi cho em. Và video tiếp theo gửi đến anh chị thì chắc sẽ là chiếc Fortuner biển 93 đằng kia rồi. Và một lần nữa em thay mặt cho toàn thể anh em tại Salon ô tô Ngọc Huy, số 57 Trần Phú, Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, kính chúc toàn thể anh chị trên khắp mọi miền Tổ quốc Việt Nam một lời chúc sức khỏe, gặp thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống. Và hãy nhớ đăng ký kênh để cập nhật những xe mới nhất từ cửa hàng bên em, cũng như giá xe phân khúc gia đình tại thị trường Tây Nguyên Lâm Đồng. Hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo của em.